Ngon không? Lấy thử một miếng ăn cho biết nha. Ôi chà. Mình định ướp miếng thịt này để mình làm pork roast à, thịt heo quay á. Soda, salt, and vinegar. So for the seasoning, I have salt, chicken powder, sugar, garlic powder, pepper, five seasoning, and this is just pepper, just to have the color. Okay, cái cục thịt này mình ướp được qua đêm nè. Mình ướp ở dưới cái thịt thôi ha, xong rồi mình cover nó như vậy, mình bỏ vô tủ lạnh. Nó trắng trắng vậy là tại vì bây giờ nó khô rang cứng ngắc nè. Nó trắng trắng vậy tại vì cái bột của muối, giấm và baking powder mình bỏ vô đó. Bây giờ mình bake 390 độ, mình muốn bake nửa tiếng và 25 phút ha. Oh, look at this. This is after 25 minutes at 390. As you can see, oh, it's crunchy. You hear that? So crunchy. But the juice down here, I need to marinate it. I mean to cook it without this foil. Mọi người coi miếng thịt này, nó rất là giòn. Thì cái này mới có 12 phút mà thấy nó vàng rồi. Bây giờ mình lấy ra mình cắt. Thấy mình thâu một tay nữa.